Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đối với nhân viên, bà Trương Mỹ Lan trả mức lương cao ngất ngưỡng để nhận sự hỗ trợ đắc lực trong việc rút tiền của ngân hàng SCB. Đối với cán bộ nhà nước, bà không ngại chung chi số tiền khủng để được bỏ qua các sai phạm. Cụ thể hành vi như thế nào, các bạn cùng theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé. Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã phải ra tòa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Theo cáo buộc, cuối năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Do đã sở hữu phần lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn nên khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần của SCB nên số cổ phần của bà tăng lên tới 91,5%. Từ đây, bà Lan đã thao túng mọi hoạt động của SCB, sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, bà Lan chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn này, bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để mua chuộc từ nhân viên trong chính ngân hàng SCB và các cán bộ nhà nước. Đối với những người giữ vị trí chủ chốt trong SCB, bà Lan tỏ ra rất rộng rãi. Bà sẵn sàng trả cho họ mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, dịp lễ Tết còn tặng quà, tiền rất hậu hĩnh. Như trường hợp của bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, dù biết rõ ngân hàng này không hề thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm đến phương án vay vốn, nhưng vẫn ký tờ trình thẩm định, biên bản biểu quyết, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho khách hàng ở các công ty ma của bà Trương Mỹ Lan vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 26.000 tỷ đồng. Chính sự ngoan ngoãn này của bị cáo Dũng đã được bà Trương Mỹ Lan thưởng thêm 500.000 cổ phiếu, tương đương 5 tỷ đồng. Hay như bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, dù biết rõ các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật, nhưng do được trả mức lương cao và còn được bà Lan cho tới 10 triệu cổ phiếu, tương đương 100 tỷ đồng, nên bị cáo tích cực giúp sức cho bà Lan rút tiền của SCB. Không giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB như các đồng nghiệp, nhưng bị cáo Phạm Thu Phong, trưởng ban kiểm toán SCB, đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình ngân hàng này cấp tín dụng đối với khách hàng Trương Mỹ Lan, nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng. Khi nghỉ việc, Phong được bà Lan hỗ trợ tới 20 tỷ đồng. Không chỉ chi lương thưởng hậu hĩnh cho nhân viên, bà Trương Mỹ Lan còn chung chi rất mạnh tay khi SCB bị sờ gáy để được bỏ qua. Cụ thể, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ về thanh tra ngân hàng SCB, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, đã thành lập đoàn thanh tra và triển khai hai đợt thanh tra vào năm 2017-2018. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, được cử làm trưởng đoàn thanh tra SCB. Quá trình thanh tra, bà Nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt sai phạm tại SCB. Biết sự việc bại lộ, bà Trương Mỹ Lan đã cho Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc, và Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, hiện đã bỏ trốn, 4 lần tới gặp bà Nhàn để lót tay 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 130 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng cũng được bà Trương Mỹ Lan biếu 390.000 đô la Mỹ. Các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ bà Trương Mỹ Lan, người ít nhất là 1.000 đô la Mỹ và 20 triệu đồng, người nhiều là 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng. Dù thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Nhàn, ông Hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bưng bít bao che sai phạm. Khi kết luận thanh tra được ban hành, rất nhiều nội dung đã bị bỏ, làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tín dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của SCB. Chính điều này đã khiến sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn tới hậu quả vô cùng lớn. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Ngày 11 tháng 3, ông Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, chủ tịch tập đoàn Capella, là người cuối cùng bị tòa xét hỏi để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông này bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của bà Lan, tổng cộng 40 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.000 tỷ đồng, thông qua ba hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ công ty Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Trả lời hội đồng xét xử, ông Trí thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội, cho biết quen bà Lan từ năm 2017 với tư cách là các doanh nhân, chỉ là chị em, bạn bè. Số tiền 1.000 tỷ đồng nhận từ bà Lan qua các giao dịch bằng miệng, không có hóa đơn chứng từ. Khi có thông tin bà Lan bị khởi tố, bị cáo rất bối rối bởi đang có nhiều hợp đồng cần phải thanh toán. Theo ông Nguyễn Cao Trí, sự việc bà Lan bị bắt khiến ông có khả năng phải trả gấp đôi số tiền đã nhận từ hệ thống của bà Lan. Bị cáo đắn đo về quyền lợi của chị Lan, cân nhắc công khai quan hệ thực tế hay công khai quan hệ trên giấy tờ. Lúc đó truyền thông lan tin dữ dội về hệ thống của bị cáo, quan hệ với chị Lan. Sợ ảnh hưởng nên bị cáo muốn tách bạch ra. Ông Trí trình bày về nguyên nhân xóa sạch các giao dịch nhận tiền từ bà Lan. Cáo trạng xác định, sau khi bà Lan bị bắt giam, Trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lan của bà Lan để chiếm đoạt tiền 1.000 tỷ đồng. Ông Trí trình bày thêm rằng, ngay sau đó đã nhận ra vấn đề không hề đơn giản nên đã đề nghị hoàn trả tiền vào hệ thống của bà Lan nhưng không được chấp nhận. Bị cáo nghĩ giao dịch mà để người khác đứng tên có nghĩa là chị Lan không muốn công bố và việc này đã dẫn đến sai phạm của bị cáo. Ông Trí thừa nhận thêm rằng chỉ mong có lợi cho chị Lan. Theo chủ tọa, trên thực tế, các hành vi của bị cáo là nhằm loại trừ trách nhiệm của mình với khoản tiền đã nhận của bà Lan. Hội đồng xét xử ghi nhận ông Trí mong muốn khắc phục toàn bộ số tiền 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Được hỏi với tư cách bị hại ngay sau đó, bà Trương Mỹ Lan cho rằng quan hệ giữa mình với ông Trí như chị em, tiền bạc trước giờ rõ ràng và không có ý kiến về lời khai của bị cáo. Khi tôi bị bắt, nghĩ rằng việc làm của ông Trí chỉ là tai nạn. Tôi cảm ơn cơ quan điều tra đã chứng minh tôi không vu khống cho Trí. Bà Lan nói đồng thời mong hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Trí. Trước khi kết thúc phần xét hỏi, ông Trí một lần nữa trần tình về nguyên nhân, động cơ phạm tội là trong bối cảnh bà Lan bị bắt chứ không cố ý chiếm đoạt tiền. Chủ tịch tập đoàn Capella mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ. Đồng thời nói lời cảm ơn bà Lan đã xin giảm án cho mình. Chị Lan yên tâm, số tiền của chị sẽ được khắc phục toàn bộ. Xin chúc chị sức khỏe. Ông Trí nói, bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Lan khai lần đầu gặp mặt tại trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Trí đặt vấn đề bán cho bà 30% cổ phần của ông tại công ty cổ phần Cao Su, tỉnh Đồng Nai. Bà đồng ý mua và đặt cọc 6 triệu đô la Mỹ, sau đó nhiều lần thanh toán bằng tiền Việt, tổng cộng là 500 tỷ đồng, 23 triệu đô la Mỹ và nhờ Hồ Quốc Minh đứng tên. Chủ tịch tập đoàn Capella còn hứa giúp bà sở hữu trên 66 cổ phần để nắm toàn quyền quyết định công ty, song không thực hiện. Đến năm 2019, ông Trí mời bà hợp tác trong dự án khu công nghiệp tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, hơn 20.000 hecta. Đây là dự án ông Trí dùng công ty cổ phần tập đoàn Bến Thành Holdings Group đi xin dự án và chịu trách nhiệm lo về pháp lý. Bà Lan đã giới thiệu đối tác nước ngoài vào đầu tư và làm việc với ông Trí. Ông Trí nhiều lần ứng mượn tiền của bà, tổng cộng 12,5 triệu đô la Mỹ và thống nhất khi dự án được triển khai thì khoản tiền này được tính vào chi phí ông Trí được hưởng. Tuy nhiên, do dự án triển khai chậm, bà Lan yêu cầu chuyển trả lại số tiền trên hoặc chuyển nhượng công ty Bến Thành cho bà. Song ông Trí không thực hiện. Liên quan đến công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, bà Lan cho biết năm 2020, ông Trí gặp thuyết phục, năn nỉ đầu tư dự án này nhưng bà không có nhu cầu. Ông Trí sau đó mượn tiền bà để đầu tư dự án. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển cho ông Trí vay 300 tỷ đồng nhưng không ký giấy tờ biên nhận. Do bà không muốn làm nên ông Trí nói sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư ngoài Hà Nội và sẽ trả cho bà 500 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ là lời hứa. Sau đó, hai bên gặp nhau tính toán công nợ, chốt. Ông Trí nợ bà Lan 1.000 tỷ đồng, chủ tịch tập đoàn Capella chuyển nhượng cho bà 10% cổ phần công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lan để cấn trừ nợ. Số cổ phần này bà cũng nhờ Hồ Quốc Minh đứng tên, còn bà giữ sổ cổ đông. Nhà chức trách xác định sổ sách kế toán của công ty Văn Lan không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên. Tháng 10/2022, sau khi bà Lan bị bắt giam, Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này của Trí nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lan của bà Lan để chiếm đoạt tiền, cáo trạng nêu. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, ông Trí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi cho rằng bị bà Trương Mỹ Lan bôi nhọ danh dự, nhưng sau đó thừa nhận hành vi. Xoay quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về vụ xét xử trên nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng,
Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.